sáng đèn lên rồi kìa, nó mở đèn lên rồi đó. Đó, xì khói lên kìa. Xì khói là chuẩn bị chạy kìa. Đi sớm, mình đi sớm á, mình đi sớm mình coi được nhiều. Ba chiếc xe lửa luôn, nãy giờ coi được ba chiếc xe lửa luôn á. Đã quá. Nó đang chờ đó, nó chờ nóng máy lên á. Nóng máy rồi đó bắt đầu nó mới chạy. Thì có người điều khiển cái ghi á, nó bẻ ghi để cho xe lửa cái đường ray nó nhập vô á, nó mới chạy được. Ấn bình lỗ tai này hả? Ấn bình lỗ tai lại. Bình lỗ tai lại hả? À, con bình phải che lỗ tai, che hết bằng tay vô vậy nè. Đó. Nè, lấy cái nón ra, lấy cái nón ra cho con bịt cái tai cho dễ. Đó. Không, bịt bịt gì? Bịt gì? Che bằng cái tay luôn. No. Rồi, vậy cũng được, nhét vô tai. Nhét hai cái ngón tay vô trong cái đó cũng được. Xe lửa kêu to quá hả? Ất sợ hả? À, nhét hai ngón tay vô lỗ tai cũng được nữa. Đó, nó xì xì cũng bị chạy rồi đó. Nay trời nắng đẹp quá chừng luôn nè.